Các bác nhìn nhá, chiếc đồng hồ Citizen của Nhật, những cái dòng decor của Nhật phải nói rất đẹp các bác ạ. Bên em về mỗi một mã sản phẩm lại một kiểu dáng thiết kế độc đáo khác nhau. Chiếc Citizen thì cũng nằm trong tôm mà rất là đẹp. Dòng Citizen các bác nhìn hèm thoáng hoàn toàn luôn. Cao là 26 cm và ngang là 25 cm. Chiếc đồng hồ này các bác chơi và các bác ngắm thì chắc chắn là rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn nhá, hèm thoáng từ trên, từ đằng trước ra đằng sau các bác có thể nhìn thấy luôn cả đôi loa và những chiếc đồng hồ cây nhà em ở đằng sau. Đấy. Xung quanh thì là được mạ vàng các bác nhé, hợp nhôm kim. Đấy. Còn mặt thì là mặt đá đỏ, như là mặt đá đỏ màu đỏ đun, loang loang nó ánh ra rất là đẹp. Đây em cứ quay như này thì nó sẽ ánh như này. Đấy. Các bác nhìn nhé, đây là hồi này, đẹp lắm các bác ạ. Một chiếc đồng hồ Citizen có chiều cao là 26 và ngang là 25 với thiết kế rất là độc đáo. Em để giá cho các bác chiếc này giá cực tốt luôn, 2,5 triệu để cho các bác chơi những cái sản phẩm đẹp. Các bác để nóc loa hoặc các bác để trên kệ hoặc xe bàn làm việc của các bác. Các bác có nhu cầu về sản phẩm thì các bác alo cho em theo số 0983698887. Các bác nhìn đồng hồ Nhật một lần nữa nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì các bác ơi em. Cảm ơn các bác.